Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân với chính quyền, đồng thời hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho người dân, đem đến sự thuận tiện nhanh chóng, chuyển dần từ chính quyền điện tử sang chính quyền số. Kế hoạch do Sở Thông tin Truyền thông trình bày có 5 nội dung: tham mưu ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với công ty cổ phần VNG, đơn vị chủ quản Zalo, tăng cường tuyên truyền ứng dụng Zalo, kết nối phần mềm một cửa điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công tỉnh với ứng dụng Zalo, thứ tự tra cứu thông tin thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Zalo, kết nối app sổ tay quản lý đất đai, app quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với ứng dụng Zalo. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát bảo mật an toàn an ninh mạng. Ông Trần Văn Tuấn cũng ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác với công ty cổ phần VNG.